bắt cóc trẻ em từ tin đồn đến sự thật. Trong năm qua, việc bé Lương Thế Vương 3 tuổi mất tích tại Đà Lạt đã khiến cho các bậc phụ huynh vừa xót thương vừa lo sợ cho con em của mình. Nắm được tâm lý đó, những tin đồn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng liên tục tấn công ồ ạt trên các trang mạng, khiến cho người dân hoang mang và nâm nớp lo sợ thường thường là con nít thì từ trước giờ là sống chúng tôi sống rất là vô tư con nít nó sống vô tư nó không có cái chuyện gì xảy ra thì còn ở trong nhà thì mình cứ thả ra đường cho nó chơi rồi các bạn bè đã banh nó bóng nó đi học về nó đã rất là là mệt mỏi ở trường rồi phải để có cái sân chơi cho nó chẳng hạn ra ngoài đường chơi hoặc ngoài sân nhưng bây giờ nói chung là nghe những cái tin như thế rất là chúng tôi rất là bức xúc bây giờ chị cũng không biết thông tin nào là đúng thông tin nào là sai cái việc mà bắt cóc trẻ em và bán lấy nội tạng thì chị cũng không biết là nó chính xác hay không trẻ con thực ra bây giờ mình đi ngoài đường mình cũng thấy nó cũng không đến nỗi phải kinh khủng như là người ta nói. Báo mạng bây giờ đưa rất nhiều thông tin là bắt cóc lấy nội tạng hay là đưa những cái hình ảnh kinh khủng thì chính những người mà đưa những thông tin đó chị cũng không có tán đồng. Tuy nhiên, lần lượt những tin đồng đó chỉ là những sự bịa đặt nhằm những mục đích tư lợi riêng khác nhau và các cơ quan chính quyền Việt Nam trấn an dư luận với những phát ngôn như không có vụ bắt cóc nào xảy ra tại địa bàn được công khai trên các tờ báo có uy tín Thế nhưng vào ngày 19 tháng 3 năm 2016, báo Người lao động đã đưa tin, hai tên bắt cóc giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giằng lấy đứa bé trên tay của mẹ ở đường Âu Cơ, quận Tân Bình. Và để trả lời cho trường hợp này, ông Nguyễn Quang Thắng đã khẳng định trong cuộc họp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rằng lời khai này còn nhiều mâu thuẫn và chưa thể khẳng định là vụ bắt cóc không thành. Trước đó, vào tháng 2 năm 2016, Báo Dân Trí đã đưa tin về một bé gái 9 tuổi bị bắt cóc hụt giữa Sài Gòn và chỉ huy công an phường Phạm Ngũ Lão đã xác định là có xảy ra vụ việc như trên và đang điều tra làm rõ. Vụ việc trên nhanh chóng chìm xuồng và tới nay vẫn chưa có hồi đáp. Câu hỏi đặt ra là vì sao chính quyền Việt Nam lại không hăng hái vào cuộc điều tra tương tận như vụ việc mất tích, bắt cóc xảy ra trên địa bàn mà lại liên tục trấn an, xoa dịu dư luận như hiện nay mặc dù thái độ chính xác của thông tin trên những trang mạng xã hội là không cao tuy nhiên với những sự việc đã xảy ra ngoài đời thực người dân việt nam vẫn luôn đề phòng và cảnh giác cao độ với việc tự bảo vệ cho con em mình nói chung là bây giờ nó như thế nó cũng hỗn loạn như thế thì như ông bố bà mẹ đưa con ra đường thì mình phải làm sao mà lúc nào mắt cũng để tâm tới con thì đưa con đi ra công viên đừng bao giờ để cho con đi một mình không rời con đối với mình là người lớn thì mình cũng phải cảnh giác thôi và nếu mà mình đã ở không phải như ở chung cư ở chung cư thì mình cảm thấy an toàn nhưng mà ở những cái nhà riêng á thì mình phải có biện pháp để mình giữ cho con em mình được an toàn.